Hello, xin chào mọi người. Hôm nay kho tư liệu xây dựng xin tiếp tục kính giới thiệu với tất cả mọi người tư liệu để làm một cái sân bóng cho lớp trẻ mầm non, với cái chi tiết đặc biệt đó là khung thành được làm từ ống nhựa PVC, vừa rẻ tiền vừa hiệu quả, dễ làm và vẫn đảm bảo công năng. Sân bóng này được xây dựng tại trường mầm non Sen Hồng ở thành phố Quảng Ngãi. Trong sân bóng thì ngoài ra thì còn có một cái góc để làm sân chơi bóng rổ cho các bác. Xung quanh thì được bảo vệ bằng các lốp xe tái chế. Sau đây thì mình sẽ quay kỹ hơn về cái chi tiết mà mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Chi tiết này là cái khung thành được làm từ ống nhựa PVC, có kích thước phi là 60. Mình có thể tìm mua tại bất kỳ tiệm bán vật tư xây dựng nào. Để tiện cho mọi người có thể theo dõi thì mình sẽ để chi tiết để xây dựng một cái cầu môn như thế này, gồm những cái vật liệu cụ thể như thế nào và kích thước ra sao ở cuối video, các bạn có thể theo dõi. Cầu gôn này thì có thể nói là một người cũng có thể tự làm được, được cấu tạo từ những cái tê, những cái co cũng như là những cái lơi, đặc biệt là ống nhựa. Mọi người có thể tự làm cho con của mình tại nhà, hoặc là trường mầm non, hoặc là các cái trung tâm dành cho trẻ em. Ở mỗi độ tuổi thì cái khung thành nó có kích thước khác nhau. Thì như mình đã nói thì phần cuối video mình sẽ để rõ kích thước của mỗi lứa tuổi nó như thế nào. Xung quanh của sân bóng này thì được bao bằng lưới như bình thường. Mặt sân thì sau khi được tráng một lớp bê tông mỏng thì được lót cỏ nhân tạo. Phía trên thì có mái che. Mái che này có thể kéo ra và kéo vào. Cuối cùng thì mình xin mời tất cả các bạn điểm qua những cái chi tiết để làm những khung thành như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.